Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiến dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Sắc son thề ước thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen hiến vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiết mục cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay được không ạ? Vâng, các thầy các cô vừa xem một tiết mục không biết là của các bạn học sinh tiểu học hay là của những diễn viên chuyên nghiệp nữa. Một tiết mục được đầu tư vô cùng chuyên nghiệp từ trang phục cho đến nội dung. Cảm ơn tập thể lớp 5A8 với tiết mục vừa rồi.